chào các bạn. Hiện tại mình đang trong giờ làm, tới giờ này cũng cuối giờ rồi. Công ty mình trồng rau sạch các bạn ơi. Nói ra coi. Trồng rau sạch hết rồi luôn. Mà không biết giờ đi vô lối nào. Đi vô lối trên kia quá. Để bây giờ mình đưa các bạn đi vô cảnh còn ta thu hoạch rau ha, rau này rau sạch 100% luôn á. Cái vườn rau ở công ty mình có đẹp không? Đầu tư hết nhiều tiền. Cái này đã tính nuôi con gì, công con gì. Thơm dứa nè, ở ngoài Bắc đây kia dứa, đây kia thơm. Dứa nấu ha, nấu lên miếng 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 nè. Nấu quá trời. Xin không? Này cũng con quá chú. Con lấy về hết luôn ha. Giỡn thôi, lấy về hết dễ đòn lắm á. Ai đừng có kẹo lên đó nha, có mấy con chừng dặn mấy cái gà đó. Dạ dạ dạ. Nắng. Ê, ai đạp hết cây rồi nè. Đầm già mắt 14, 15 bịch rồi. 20 bịch ha. Đây mình ra phụ rồi, ra phụ vũ cải rồi ơi. Ở xanh mướt luôn. Ở xanh mướt luôn mấy bạn ơi. Ai gà chồng không có băng đúng, mày nhỏ không có xịt thuốc gì hết trơn. Hả? Không có xịt thuốc gì hết trơn. Hả? Thấy cặp kia giống vợ con đậu sao không em? Đậu ở trong mấy tháng anh đi. Hả? Mấy tháng rồi. Cái này tháng mấy à? Tháng mấy à? Tháng có con gieo tiếp đợt nữa. Tháng rưỡi. Đây là nó qua coi chú ai làm gì đây nè. Đạp cây rồi anh Cường ơi. Có cây kia đạp. Cây cài nè. Ôi mấy người ta nhổ hết rồi. Vô nè. Mấy này cho ba con đẹp. Quay phim lát chú ơi. Thấy không? Đổ chưa? Đổ 20 bịch chưa? À, lấy dùng cái bịch dưới cải luôn hả? Cái bịch dưới hả? Ok, bò bịch cho ta. Đúng rồi, cái to. Đó, 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 ông đây nó quậy nè. Bò nó ngon. Hả? Hai chục bịch đủ rồi à. Nhỏ gì chắc có mời mấy con ăn quá ha. Đi đi. 20 bịch đủ rồi đó. Dừng luôn rồi đó. Dừng được rồi. Dừng đi rồi đó. Thì đếm lên bao nhiêu người tất cả bán không quản lý đó. Lâu rồi. Dạ. Đây là một thanh niên đang đứng xin rau. Một thanh niên đang đứng xin rau nghe các bạn thấy bêu không? Lên mạng là bêu hết có ghê luôn á. Không thấy gì có hai thanh niên này đang lụm rau vô bao. Non không? Non, biết rồi. Rau non chứ không phải là người non rồi nghe. Tối già, đổ đầy bao.
Bên đây là hai thanh niên, còn bên kia là hai người đẹp. Một cái clip ngắn của mình về cái khung cảnh trong công ty mình làm việc, chỗ người ta trồng rau sạch, thì giới thiệu qua cho các bạn nơi làm việc của mình vậy thôi. Có gì các bạn thấy ý nghĩa thì hãy like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube của mình thôi. Bye bye.